bước qua tuổi 50, giàu hay nghèo cũng mặc kệ hai việc này. Kính thưa quý vị, hai chuyện và hai loại người đó là gì? Nguyên nhân vì sao lại vậy? 50 tuổi, nửa đời trước, bất luận là vinh hoa phú quý hay nghèo khó chán nản, tất cả đều chỉ như nước chảy, một đi không trở lại. Sau 50 tuổi, ai nấy cũng đều đã nhìn thấu khuôn mặt cuộc sống, nếm qua đủ mọi chua ngọt khổ cay, những chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm, trong lòng nên có chuẩn mực. Cổ nhân nói, con người qua 50 tuổi, nghèo mặc kệ hai chuyện, giàu mặc kệ hai loại người. Vậy thì hai chuyện và hai loại người đó là gì? Nguyên nhân vì sao lại vậy? Qua 50, nghèo không quản hai chuyện. Chuyện thứ nhất là hạn chế dùng quan niệm và tư tưởng của thế hệ trước giáo dục các cháu. Vì xã hội thay đổi, bất luận là về mặt tư tưởng hay là khoa học kỹ thuật, mọi thứ đều đã thay đổi, rất khác biệt so với quá khứ. Người già đôi khi rất khó có thể hòa nhập vào, thậm chí có những người không thể tiếp nhận được một vài tư tưởng và cách làm của thời hiện đại. Các kiến thức mà ông bà ta dạy cho con cháu có thể không theo kịp trào lưu thời đại. Đặc biệt là thế hệ ông bà sống trong cảnh nghèo khó, quan niệm có phần bảo thủ, kiến thức về thế giới bên ngoài không nhiều. Vì vậy, bước vào tuổi này rồi, trong lòng nên hiểu ra, giúp đỡ con cháu về mặt cuộc sống thì được, nhưng dùng quan niệm và tư tưởng của mình đi giáo dục con cái thì đã không còn thích hợp nữa. Chuyện thứ hai, đó là những chuyện vượt ngoài khả năng của bản thân. Có thể giúp hãy giúp, không giúp được không cần miễn cưỡng. Sống nửa đời người, nhiều người chỉ muốn an nhiên, yên ổn sống trong qua ngày. Nhưng cũng có nhiều người quá nhiệt tình, chỉ cần người khác có lời nhờ vả, bất kể có làm được tốt hay không, cũng đều gật đầu đồng ý. Chẳng hạn như chuyện tiền nong, chỉ cần là người khác mở lời, ngay cả khi bản thân không hề có nhiều tiền tới vậy, cũng vẫn sẽ tìm cách có bằng được số tiền đó để cho người khác vay. Nếu người mượn tiền ngần ngừ không trả, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và kế hoạch sau này. Người trung niên khi gặp phải chuyện gì, trước tiên hãy suy xét tới khả năng của bản thân. Việc vượt ra ngoài khả năng của mình thì hãy suy xét thật kỹ lưỡng. Tuổi này là tuổi yên ổn, tuổi tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, ít tự tìm phiền phức cho mình lại. Qua 50, giàu không quản hai loại người. Một là loại người không biết cảm ơn. Biết ơn là mỹ đức của một người. Bất luận đối với bạn bè hay là người thân, đều phải giữ cho mình đức tính này. Vậy nhưng xã hội này vẫn luôn tồn tại những người không biết thế nào là biết ơn, không biết báo đáp người khác, chỉ biết nhận lại, thậm chí đối xử với chính cha mẹ ruột cũng như vậy. Có lẽ vì bạn có tiền nên mới được tiếp cận, được nịnh nọt, được đối đãi tử tế. Nhưng ngay sau khi đạt được mục đích của mình, họ sẽ lập tức phủi mông quay ngoắt đi mà không thèm nhìn lại. Lúc còn trẻ chưa hiểu sự đời, ngây ngô cả tin, nhưng sống nửa đời người phải nhìn rõ được thế sự, nhìn thấu lòng người, biết ai là người nên và không nên cần. Và loại người vong ơn bội nghĩa chính là loại người đầu tiên nằm trong danh sách unfriend của bạn. Loại thứ hai là người chỉ biết tới cái lợi trước mắt. Người chỉ biết cái lợi trước mắt và người không biết cảm ơn có điểm giống nhau, cũng có điểm khác nhau. Họ đều là những người lấy lợi ích làm trung tâm, nhưng kiểu người sau lại nghiêm trọng hơn. Họ chỉ biết tới lợi ích, một khi cảm thấy bạn không bằng người khác, họ sẽ lập tức bỏ bạn mà quay sang cậy nhờ người có năng lực hơn. Rất hiếm có ai để hai chữ giao tình vào trong tâm. Trong mắt chỉ có duy nhất hai chữ lợi ích. Sống nửa đời người, hãy kết giao với những người thực sự đồng điệu với mình về mặt tinh thần, đồng thời yêu thương trân trọng những người thân yêu trong gia đình hơn. Sống đơn giản, gần những người cũng đơn giản, không toan tính, vậy là đủ rồi. Thực hiện 10 điều này càng sớm, cuộc đời càng sướng. Kính thưa quý vị, tại sao cùng một hoàn cảnh,
người lạc quan vui vẻ, người cau có chán nản. Tích cực hay tiêu cực là nằm trong suy nghĩ của mỗi người. Thay vì ngồi oán trách số phận không cho mình cuộc sống đủ đầy, thì bạn hãy tự mình thực hiện 10 điều sau đây. Cuộc sống ắt hẳn sẽ trở nên có ý nghĩa hơn. 1. Không được coi thường bất cứ ai. Có thể họ kiếm tiền không nhiều bằng bạn, nhưng biết đâu họ lại có khả năng quản lý tài chính hơn bạn thì sao? Có thể thành tích của họ không tốt bằng bạn, nhưng biết đâu họ thông minh, lanh trí hơn bạn. Có thể họ không hòa đồng bằng bạn, nhưng họ lại biết đối nhân xử thế hơn bạn. Mọi người đều có sở trường riêng của mình. Trong 3 người cùng đi, ắt sẽ có người là thầy của ta. Một tên ăn xin cũng sẽ có cái tốt của một tên ăn xin. Đổi lại là bạn thì sao? 2. Đừng có đợi thất nghiệp rồi mới hối hận mình đã không cố gắng làm việc. Làm việc là cái gốc của sự sinh tồn. Đừng luôn nghĩ tới việc tìm một công việc lương cao, vừa gần nhà lại nhàn hạ. Chẳng công việc nào mà không vất vả cả. Không có nơi nào trên đời này là không phức tạp. Làm tốt việc của mình, có thể phát huy bản thân, gắn bó với công việc lâu dài là cái đạo của việc lập thân. 3. Đừng tiếc cho đi. Cho đi nụ cười, nhận lại nụ cười. Cho đi yêu thương, nhận lại yêu thương. Trồng dưa được dưa, trồng đỗ được đỗ. Mùa xuân không bỏ ra, thì đừng nghĩ tới việc mùa thu sẽ được thu hoạch. Trên đời này không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng tốt như thế đâu. 4. Đừng đợi tới khi cần mới nghĩ tới bạn bè. Người với người sống để thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Bạn bè có việc có thể giúp thì giúp, đừng khoanh tay đứng nhìn. Đừng đợi tới khi mình có việc mới tìm tới bạn bè để nhờ giúp đỡ. Không ai có nghĩa vụ phải giúp người mà bình thường chẳng quan tâm tới người khác cả. 5. Đừng bao giờ ngừng học tập. Thế giới này không ngừng vận động, chỉ có không ngừng học tập mới không bị đào thải. Cái này không biết, cái kia cũng không biết, đều không đáng sợ. Cái này không nghĩ đến, cái kia cũng không chịu học mới là hết thuốc chữa. Học tập cũng giống như một kỹ năng sinh tồn. Học một lần là một lần không phải nhờ vả đến người khác vậy. Học, học nữa, học mãi. Sống tới già, học tới già. Học hành cũng được coi là việc có tính cạnh tranh cao nhất. 6. Đừng trì hoãn kéo dài. Việc hôm nay chớ để ngày mai, lập tức hành động sẽ luôn đạt được hiệu quả cao nhất. 7. Đừng cho rằng chỉ có tiền mới có thể giúp đỡ người khác. Một nụ cười hiền có thể mang tới sự ấm áp cho người khác. Một câu cổ vũ khích lệ cũng có thể làm cho một người tìm được hướng đi đúng. Một kế hoạch tốt cũng có thể giảm thiểu tối đa tổn thất cho người khác. 8. Không tùy ý hứa hẹn. Nói là làm, sự đáng tin tối thiểu nhất của một người. Việc không làm được thì đừng hứa. Việc đã hứa, nhất định phải nghĩ mọi cách để hoàn thành. Là người đáng tin mới được người khác tin cậy, yêu quý. 9. Đừng đợi tới khi không còn sức khỏe mới biết quý trọng sinh mệnh. Sinh mệnh là thứ chúng ta chỉ có duy nhất một lần. Tránh xa những thứ có thể gây nguy hiểm cho mình. Tránh xa những người xấu kẻ ác. Cần phải biết tự bảo vệ bản thân mình, yêu quý tính mạng của mình. 10. Cần phải biết quản lý tiền bạc. Khi bạn có khả năng quản lý tương lai của mình, thì bạn có thể mua bảo hiểm hợp với bản thân mình. Cũng có thể đi gửi tiết kiệm. Lo trước tính sau là sự lựa chọn sáng suốt. Nó sẽ bảo vệ cho cuộc sống của bạn cả hiện tại lẫn sau này.